dài, dày và mượt, màu nâu nhạt hoặc đen. Má có má và cổ màu trắng bạc, trắng nhạt. Bụng màu trắng hoặc màu vàng nhạt. Mũi có lông phủ kín. Thì gái cá đi kiếm anh là ăn thành đàn nha các bạn. Từ 11 đến 15 con, chủ yếu là về đêm ở dưới nước và gần bờ. Thức ăn của gái cá là chủ yếu là cá, vật tôm, cua, giáp sát, ếch nhái, chim và các loài thú nhỏ. Gái cá đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con nha các bạn. Trên thế giới hiện còn khoảng 13 loài gái cá nha, phân bố ở châu Âu và châu Á. Ở Việt Nam, gái cá ở các vùng như Tây Bắc, Việt Bắc, khu 4, miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh. Theo một số tài liệu thì năm 1932, gái cá được tìm thấy ở Trung Bộ và An Giang. Năm 1977 thì đoàn điều tra động vật hoang dã thuộc Viện Sinh học Việt Nam đã thu được 2 mẫu gái cá ở Cà Mau và Cần Thơ. Gái cá bị săn lùng gáo viết, lấy da bán xuất khẩu. Một số mặt hàng da lông của gái cá. Trước mặt các bạn là chim điên điển, nó đang lội ra ngoài thiên nhiên đó các bạn. Đó, chim điên điển đó. Thì do cái cổ nó dài quá khổ nên người ta còn gọi nó là chim cổ gắn nha các bạn. Chim cũng khá dài và sắc nhọn, sẵn sàng đâm thủng thân thể bất cứ chú cá nào ha. Bộ lông chim gần như màu nâu đen, và đặc biệt là lông của chim thiên điển không thấm nước nha các bạn. Chân chim có mái chèo như chân vịt, cho nên giúp chim trở thành một vận động viên bơi lội để săn cá. Thì chim điên điển sống ở những vùng đất ngập nước mênh mông, nhiều tôm cá phân bố khắp ở Đông Nam Á nhưng số lượng không nhiều. Thì ở Việt Nam chỉ còn một số nơi như khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước như Láng Sen, Lung Ngọc Hoàng, săn chim Bạc Liêu, vườn quốc gia Tràng Chim, U Minh.